chiếc xe này thì nếu như các bạn mặc quần như Linh thì ok. À, nếu như bạn nào mặc váy thì chắc là sẽ khó hơn một chút. Video ngày hôm nay thì sẽ dành cho các bạn đang quan tâm đến hai mẫu xe, đó là Vario 160 và AMB 160. Các bạn hãy xem video để có thêm đánh giá cho mình nhé. Mình là Linh, đến từ cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 1, và số điện thoại của mình là 0987 162 438. Các bạn có nhu cầu mua xe Honda thì hãy đến với cửa hàng xe máy Bình Minh 1 ở số nhà 2287 Đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trước mắt các bạn thì chính là hai mẫu xe AMB 160 và Vario 160. Đây là hai phiên bản mà có giá thành cao nhất trên dòng xe tay ga, được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Đầu tiên thì các bạn có thấy ngay là đây là chiếc xe Ablade phiên bản 160, là phiên bản đặc biệt với màu sơn đó là màu xanh nhám các bạn nhé. Thì với phiên bản LED 160 màu xanh nhám, hiện tại cửa hàng bên Linh đang để cho các bạn với mức giá là khoảng ngoài 56 triệu đồng. Và phiên bản 160 này thì sẽ được trang bị là phanh ABS trên kênh bánh trước các bạn nhé. Còn ở phía bên này thì chính là chiếc xe Honda Vario 160. Với chiếc xe này là một mẫu xe tay ga mà được Honda Việt Nam vừa cho ra mắt mới đây. Và dòng xe này thì đây là phiên bản đẹp nhất, đắt nhất của dòng xe Honda Vario, cũng được trang bị hệ thống phanh ABS ở trên kênh bánh trước. Và hiện tại thì mẫu xe này nó đang có mức giá bán tại hết đó là khoảng ngoài 52 triệu đồng các bạn nhé. Cùng khối động cơ là 160 và đều được trang bị phanh ABS, nó còn có những điểm khác nhau gì nữa thì các bạn hãy quan sát chi tiết hơn. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy ngay đó là hai chiếc xe này nó sẽ có phần cốp khá là khác nhau. Với cốp 160 Vario thì nó sẽ hẹp hơn một chút so với cốp xe của AMB 160. Bởi vì sao ạ? Vì là bình xăng của Honda Vario 160 thì nó được thiết kế ở phía bên trong, còn bình xăng của Ablade thì lại thiết kế ở phía bên ngoài phần bụng xe. Tuy nhiên thì các bạn lại có thấy là gì ạ? Với chiếc xe Honda ngoài ra thì các bạn có thấy không? Đó là Honda Ablade 160 thì nó sẽ có trang bị cổng sao điện thoại ở phần trong cốp xe, có thêm đèn soi cốp ở trong cốp xe nữa. Còn với Vario thì sẽ không trang bị phần cổng sạc điện thoại trong cốp xe, mà nó sẽ được trang bị ở phần hộc để đồ phía bên ngoài. Ablade sẽ không có hộc để đồ ở phía trước các bạn nhé. Chỉ riêng Vario chúng ta sẽ có hai phần hộc để đồ ở phía trước, rất là thuận tiện cho các bạn. Ví dụ như các bạn có thể để khẩu trang, kính mắt hay là nhiều vật dụng nhỏ thì sẽ thuận tiện hơn. Phần hộc để đồ phía trước bên phía tay trái của chúng ta thì sẽ có thêm cổng sạc điện thoại và sẽ có lẫy đóng mở luôn, rất là tiện lợi. Như các bạn thấy thì bình xăng của LED thì được thiết kế ở phía bên ngoài này, còn bình xăng của Vario thì sẽ được thiết kế ở phần trong cốp xe. Vì vậy mà theo Linh thấy rằng thì chiếc xe Vario nó sẽ ngồi và để chân thoải mái hơn, vì nó có sàn để chân xuyên suốt, thay vì là Ablade chúng ta sẽ phải để chân ở phía hai bên. Nên là nếu như mà khách hàng nào mà nữ thì các bạn cũng có thể lựa chọn mua Vario, sẽ ngồi rất là thoải mái đúng không ạ? Ngoài ra thì một số cái sự khác nhau ở hai mẫu xe này nữa. Về mức tiêu hao nhiên liệu thì hai mẫu xe này nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu gần là tương đương nhau các bạn nhé. Và với mức giá của LED 160 sẽ là khoảng ngoài 56 triệu đồng, và Vario 160 sẽ có mức giá cho bạn là khoảng ngoài 52 triệu đồng. Thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình mẫu xe nào? Với LED 160 thì nó còn có thêm các phiên bản sơn bóng, phiên bản cao cấp với mức giá khoảng ngoài 55 triệu đồng. Còn với Vario 160 thì nó còn có các phiên bản được trang bị hệ thống phanh CBS với mức giá chỉ dao động từ khoảng 41-42 triệu đồng thôi các bạn nhé. Đó là phiên bản LED Vario 160. Và với Ablade phiên bản 160 thì nó còn có phiên bản 125 với 3 màu sắc, đó là màu đỏ, màu đen và màu xanh nữa. Và với LED 125 này thì nó trang bị hệ thống là phanh kết hợp các bạn ạ. Và với mức giá sẽ dao động cho các bạn, cho phiên bản LED 125 sẽ dao động từ 41 cho tới khoảng ngoài 42 triệu đồng thôi. Đó là hai mẫu xe tay ga mà hiện nay đang được rất là nhiều khách hàng so sánh và lựa chọn. Bên ngoài thì Linh đang có rất là nhiều những chiếc xe Honda Ablade 125 màu đen nhám, và chỉ với mức giá khoảng ngoài 42 triệu đồng thôi. Với mức giá khoảng tầm hơn 42 triệu đồng thì LED 125 này nó sẽ có mức giá tương đương với Vario 160 phiên bản là phanh CBS các bạn nhé.
Bởi vì Vario 160 phiên bản xanh B CVS hiện tại cũng chỉ có mức giá cho các bạn là khoảng 41-42 triệu đồng thôi. Và với LED 125 thì nó cũng có mức giá cho các bạn tầm là khoảng 41-42 triệu đồng. Đó. Và Linh đang ngồi là chiếc xe Honda Avalade phiên bản 125. Với chiếc xe này thì nếu như các bạn mặc quần như Linh thì ok. Và nếu như bạn nào mặc váy thì chắc là sẽ khó hơn một chút. Nếu các bạn mặc váy thì các bạn lựa ngồi chiếc Honda Vario thì chắc là sẽ ok hơn. Vậy thì bạn yêu thích chiếc xe nào thì hãy để lại bình luận nhé. Và nếu như muốn tư vấn xe thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của Linh nhé.